비추고 ngâm mình trong bồn tắm tương ớt. Là một thành viên YouTube nổi tiếng, anh chàng gốc Anh Simr Kander từng khiến người xem thích thú với các clip ngâm mình trong bồn tắm bia hay sô-cô-la. Thế nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với thử thách ngâm mình trong bồn chứa nước tương ớt siêu cay mà anh mới thực hiện cách đây ít ngày. Thậm chí, anh còn thả cả ớt tươi vào để tăng độ cay cho dung dịch ớt. Được biết, Simr đã sử dụng 1.250 chai tương ớt cho màn biểu diễn của mình. Sau một hồi ngụp lặn trong bồn, Simr bắt đầu cảm thấy cay mắt do độ cay nóng của ớt. Tới nay, đoạn clip ghi lại thử thách này đã thu hút hơn 4 triệu lượt người xem trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra bất bình. Họ cho rằng đây là việc làm lãng phí và vô bổ. Chui vào bụng trăng Nam Mỹ. Năm 2014, chuyên gia về động vật hoang dã Paul Rosalie từng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khi tự nguyện làm con mồi cho con trăng Nam Mỹ dài 6 mét trong chương trình truyền hình thực tế Eaten Alive, tạm dịch ăn tươi nuốt sống của kênh Discovery. Sau nhiều ngày ròng rã tại thượng nguồn sông Amazon, Paul cùng 10 cộng sự đã cùng nhau thực hiện thử thách này. Cụ thể, anh phải mặc đồ bảo hộ, bôi máu lên khắp cơ thể để gây sự chú ý với con trăng. Ngay sau đó, con trăng bắt đầu tóm lấy đầu trước khi thắt chặt cánh tay và cơ thể của Bo. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm, anh ra hiệu cho cộng sự giải cứu mình. Dù bị người khác chỉ trích, đặc biệt là Hiệp hội Bảo vệ Động vật PETA, nhưng Bo vẫn quả quyết rằng anh không hề có ý định làm hại con trăng. Thực ra anh chỉ muốn tìm hiểu cách thức tiêu hóa của loài vật này thôi. Nhảy cao không cần dù. Cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên đóng thế người Mỹ Luke Kuykens, 42 tuổi, đã thực hiện thành công cú nhảy từ máy bay ở độ cao 7.620m xuống tấm lưới có kích cỡ 30x30m tại thung lũng Simi, bang California mà không dùng đến dù. Được biết, Luke suýt phải từ bỏ thử thách này vì yêu cầu phải sử dụng dù. Người đàn ông 42 tuổi cho biết nếu phải mang theo dù, trọng lượng cơ thể sẽ tăng, gây cản trở cho anh. Rất may ban tổ chức đã kịp thay đổi luật lệ vào phút chót. Đồng hành cùng Luke là hai cộng sự, một người chịu trách nhiệm ghi hình, người còn lại có nhiệm vụ phát khói để khán giả tiện theo dõi màn trình diễn. Sau thử thách thành công, Luke Kuykens đã nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn. Ngoài công việc diễn xuất, Luke còn được biết đến với vai trò cố vấn của Hiệp hội Nhảy dù Mỹ. Trượt ván trên đỉnh tòa nhà cao chót vót. Với người dân sống tại Dubai, cái tên Oleg Rykiv đã quá quen thuộc, đặc biệt là khi anh chàng này mạnh dạn phô diễn kỹ thuật trượt ván tuyệt đỉnh của mình trên nóc tòa nhà 80 tầng tháp Kayan vào tháng 4 năm nay. Sau khi đã leo lên tới vị trí cao nhất, Oleg từ từ trượt xuống mà chẳng hề run sợ. Thậm chí anh còn thực hiện vài cú nhào lộn và trồng cây chuối đẹp mắt. Bên cạnh các tình huống nguy hiểm, điều khiến đoạn clip của Oleg thu hút được gần 800.000 lượt xem sau 4 tháng đăng tải chính là quang cảnh tuyệt đẹp ở thành phố Dubai giàu có. Phơi mình giữa đường ray tàu hỏa đang chạy. Dù biết rằng đứng tại đường ray rất nguy hiểm, nhưng vào tháng 4 năm nay, thành viên Kulnarov của trang chia sẻ video YouTube vẫn bỏ mặc lời khuyên can của người khác, nhất quyết đứng chờ tàu đi qua. Theo hình ảnh ghi lại từ đoạn clip dài gần 1 phút, anh chàng đến từ Bangladesh này đã đứng ngay giữa đường ray chờ tàu hỏa chạy qua. Khi bắt đầu cảm nhận sắp có tàu đến, anh quỳ xuống rồi nằm sát xuống đường ray. Do khoảng cách gần nên tàu đã quẹt nhẹ qua đầu Kulnarov. Vì vậy, dù thoát chết nhưng anh vẫn bị nhiều người chỉ trích về hành động điên rồ của mình. Lấy tóc làm dây đu vượt sông. Năm 2013, ông Satendra Nethroy, người Ấn Độ, đã không may thiệt mạng khi đang biểu diễn màn đu mình lên sợi dây làm từ tóc người để vượt sông Teesta tại bang Tây Bengal. Nếu không bị đau tim đột ngột, có lẽ đây đã trở thành màn biểu diễn để đời của ông. Theo các nhân chứng, khi mới di chuyển được 90 mét, người đàn ông 48 tuổi bắt đầu cảm thấy khó chịu nên đã không thể di chuyển thêm nữa. Trước khi được đưa xuống mặt đất,
ông Salendra bị treo lơ lửng trên cao suốt 45 phút. Được biết, ông có tiền sử bị bệnh tim nặng. Thậm chí người vợ cũng đã khuyên ông Salendra nên từ bỏ trò thể thao mạo hiểm này. Tuy nhiên vì quá đam mê mà cuộc đời ông đã kết thúc đầy nghiệt ngã. Bơi lội ở Bắc Cực. Nổi danh khắp thế giới với tài nhìn thở 22 phút dưới nước, nhưng tiến sĩ Stig Severinsen còn khiến nhiều người nể phục hơn khi có thể bơi lội trong nước lạnh âm độ ở Bắc Cực. Với khả năng bơi lội hơn người, vị tiến sĩ người Đan Mạch còn được mệnh danh là người cá phiên bản đời thực. Để chuẩn bị cho thử thách bơi lội này, tiến sĩ Stig phải hít thở và khởi động rất kỹ trên bờ. Sau đó anh bắt đầu đục hố nhỏ, rồi từ từ lặn xuống biển sâu trong khoảng thời gian hơn 2 phút đồng hồ. Di chuyển giữa hai máy bay trên không. Xuất thân là vận động viên nhảy dù, nên kỹ năng di chuyển trên không của Bo Steiner luôn đạt ở mức thượng thừa. Năm 2010, người đàn ông này còn biểu diễn màn di chuyển giữa hai máy bay đang bay ở độ cao 2.100 mét. Khi chiếc Planet L-13 đang bay, Bo bắt đầu di chuyển tới gần khu vực cánh và bước sang chiếc Planet khác. Nguy hiểm nhất là cả hai máy bay đều đang bay với vận tốc 130 km/h. Được biết, anh đã mất hơn một năm luyện tập mới có thể tự tin biểu diễn được thử thách này. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.